Lan Ý là loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp thanh cao và cao quý. Được khơi nguồn cảm hứng từ loài hoa này, Melia đã thiết kế lên một chiếc váy vô cùng duyên dáng dành tặng cho các chị đẹp. Chiếc váy sử dụng chất liệu blend Nhật cao cấp với bề mặt vải mềm mịn, co giãn nhẹ nhàng, giúp cho các chị đẹp cử động thoải mái hơn, không cảm thấy bị gò bó. Thiết kế dáng ôm gọn gàng và tôn lên những đường cong tự nhiên của người phụ nữ. Để tăng thêm nét quyến rũ thì Melia thiết kế phần cổ vuông, khoe phần xương quai xanh thanh mảnh và khiến cho thân trên trở nên thanh thoát và nhẹ nhàng hơn. Đặc biệt, ở phần eo thì Melia khéo léo xếp đường ly, định hình vòng eo thon thả, kết hợp cùng tà peplum cách điệu. Thiết kế này sẽ che đi hoàn toàn khuyết điểm vòng hai của các chị đẹp. Ở phần eo là họa tiết hoa lan được tạo hình thủ công, đính kết ngọc trai tỉ mỉ, tạo lên vẻ đẹp mềm mại và sang trọng. Thiết kế sử dụng gam màu xanh cổ vịt bắt mắt, phù hợp với hầu hết mọi làn da. Không chỉ có vậy, đây còn là sắc màu cực kỳ nhã nhặn. Do đó thì các chị đẹp và các quý cô có thể diện thiết kế này khi đi làm hay đi gặp gỡ đối tác, khách hàng cũng đều rất phù hợp. Một sự lựa chọn hàng đầu cho những quý cô thanh lịch đấy ạ. Và nếu như mà các chị đẹp đã phải lòng thiết kế này rồi thì còn chần chừ gì nữa, hãy inbox ngay cho fanpage của Melia để được đội ngũ chuyên viên tư vấn cho mình size số phù hợp nhất. Melia sẽ gửi sản phẩm về tận nhà cho mình hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó, Melia đã có hệ thống showroom trên toàn quốc. Các chị đẹp hoàn toàn có thể ghé thăm các showroom của Melia để sinh về cho mình những thiết kế ưng ý nhất.